Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong cái đại dịch COVID-19, như quý vị đã thấy, cả trăm ngàn người lao động đã rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê hương bởi một cái lý do. Trong cái giai đoạn giãn cách và phong tỏa tới hơn 4 tháng thì những người lao động về mặt cơ bản đã kiệt quệ, tiền không còn một xu, trong cái lúc việc trợ giúp của nhà nước hoàn toàn hầu như không đáng kể, thậm chí có rất nhiều người không nhận được. Trong một khi đó, thưa quý vị, các cái quan chức Việt Nam, người ta hình như không quan tâm đến người dân. Điều đó nó càng chứng tỏ cho thấy nhà nước Việt Nam hiện nay không phải là một cái nhà nước được gọi là của dân, do dân và vì dân. Mà người ta nói nhà nước đang hiện diện ở Việt Nam hiện nay là một cái nhà nước của tao, do tao và vì chúng tao. Những cái điều đó, nếu quý vị biết rằng các quan chức Việt Nam hiện nay, người ta có những cái khối tài sản khổng lồ, không chỉ là những cái dinh thự, những cái khoản đầu tư, mua chứng khoán vân vân và vân vân, mà một cái điều đáng kể phải kể đến, một cái số tài sản khổng lồ mà các cái quan chức Việt Nam gửi ra nước ngoài, giấu tài sản dưới nhiều hình thức. Và thưa quý vị, một cái cụm từ khóa nóng nhất trong dịp đầu tuần vừa qua, đó là cụm từ Pandora Paper. Đó là một cái khối lượng dữ liệu khổng lồ về tài sản của các cái tỷ phú, cũng như giới siêu giàu, của tất cả những cái người đứng đầu một số quốc gia. Những cái tài liệu vừa kể trong hồ sơ Pandora Paper, nó được một cái bàn tay bí ẩn, người ta gọi là nguồn giấu tên, áp lột và gửi cho tổ chức tập hợp các phóng viên điều tra quốc tế, đó là tổ chức ICIG, có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong cái khối tài liệu vừa kể, nó nặng khoảng 2.94 terabit, bao gồm 11,9 triệu văn bản độc lập, tên của 14 nguyên thủ quốc gia, 21 cựu nguyên thủ và hơn 130 tỷ phú đã được nêu tên. Và thưa quý vị, người ta nghi ngờ, không biết trong danh sách đó có tên của quan chức Việt Nam hay không. Như quý vị đã biết, tổng cộng tài liệu Pandora đã liệt kê ra khoảng 40.000 cá nhân, cũng như cách mà 14 công ty cung cấp các dịch vụ trốn thuế giúp cho các cái cá nhân trên toàn thế giới tẩu tán và bảo vệ những cái khối tài sản khổng lồ mà người ta nói có thể lên tới cả 1.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần lớn là tiền do tham nhũng mà có. Và sau đó, khối tài liệu khổng lồ Pandora đã được cung cấp cho hơn 600 nhà báo và phóng viên của 130 tổ chức truyền thông trên toàn cầu để phân loại cũng như đưa tin. Thưa quý vị, theo giới phân tích, đây là một trong những cái quá trình hợp tác của báo chí thế giới để kiểm chứng và đưa ra các cái thông tin rúng động liên quan tới cái vụ việc rửa tiền cũng như giấu tiền. Bởi vì một cái lượng dữ liệu gần 3 terabit nên không được phân loại, mà nó được gộp chung thành một cái gói với rất nhiều các cái dạng thông tin khác nhau, trong đó có thư điện tử, tệp tin, văn bản, bản tính Excel, rồi các cái hình ảnh vân vân và vân vân. Thưa quý vị, để tiện quý vị có thể theo dõi và hiểu được cái tài liệu Pandora, sở dĩ nó được coi là một cái vụ rò rỉ lớn nhất trong lịch sử về lượng dữ liệu, bởi vì người ta có thể so sánh với 2 lần trước đây, cũng tương tự liên quan tới những cái tài liệu rò rỉ những năm trước. Đó là rò rỉ của một cái tài liệu có tên là Panama vào năm 2016 và một cái tài liệu có tên Paradise, tức thiên đường, rò rỉ vào năm 2017, bao gồm 13,7 triệu tài liệu nặng khoảng 1.4 terabyte. Thưa quý vị, có một cái sự khác biệt, đó là Pandora Paper. Thay vì chỉ tổng hợp dữ liệu của một cái hãng luật như 2 lần trước rò rỉ thông tin, thì lần này hồ sơ Pandora nó bao gồm dữ liệu của 14 hãng luật, hay nói đúng hơn là các nhà cung cấp dịch vụ, một cái dịch vụ rửa tiền hay còn gọi là chuyển tiền ra nước ngoài. Theo giới phân tích, với một cái gói dữ liệu gần 3 terabit đã bắt đầu được tiết lộ từ năm 2019 và nó đã được kích hoạt trong quá trình điều tra hơn 1.5 năm từ các cái phóng viên của tổ chức ICIJ với bi danh Aladdin
Phần lượng tài liệu này cũng cho thấy không ít khách hàng trước đây đã chuyển sang các hãng luật khác để tiếp tục chuyển tiền ra nước ngoài tới những cái địa chỉ được gọi là thiên đường trốn thuế. Thưa quý vị, chúng tôi có thể dẫn chứng để quý vị thấy và có thể liên tưởng tới các cái quan chức cộng sản Việt Nam hiện nay. Ví dụ như thứ nhất, cựu thủ tướng Anh ông Tony Blair và vợ được cho là đã tiết kiệm trong ngoặc kép với cái số tiền 312.000 bảng Anh thuế bất động sản khi mua một cái văn phòng tại trung tâm thủ đô London. Hay là thủ tướng Cộng hòa Séc ông Andrej Babiš, một người chuẩn bị bước vào một cuộc bầu cử vào cuối tuần vừa qua, đã nhờ một cái công ty đầu tư nước ngoài mua giúp cho ông ta hai căn biệt thự có giá trị tới 16 triệu đô la Mỹ ở miền nam nước Pháp. Rồi trong cái tài liệu rò rỉ, người ta phân tích và đã nhận thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin có những cái tài sản bí mật ở công quốc Monaco, cũng như vua Jordan đang sở hữu một cái khối tài sản trị giá 95 triệu đô la Mỹ, bao gồm bất động sản ở Hoa Kỳ, cũng như Anh Quốc. Được biết ông vua Jordan đang sở hữu một cái căn biệt thự 3 tầng xây ở vách núi Malibu trị giá 68 triệu đô. Hay là gia đình Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev, cũng sử dụng một cái hệ thống chuyển tiền ra nước ngoài. Theo đó, tài liệu Pandora công bố, ông này có những cái tài sản liên quan tới những cái thương vụ bất động sản ở Anh với giá trị khoảng 400 triệu đô la Mỹ, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, cái vấn đề đó nó dài dằng dặc, một cái danh sách chúng tôi không thể liệt kê ra hết được. Nhưng chắc chắn quý vị sẽ quan tâm tới một cái câu hỏi, đó là ở Việt Nam có ai nằm trong cái danh sách hồ sơ Pandora hay không? Thưa quý vị, chúng tôi cố gắng tìm hiểu thì được biết hãng tin The Guardian đã nhắc tới Việt Nam trong cái bài viết về hồ sơ Pandora, hay còn gọi là Pandora Paper. Theo The Guardian, khi những người giàu có và quyền lực người ta tích tiền của họ trong các cái thương đường trốn thuế, về mặt cơ bản họ đã mua một cái sự bí mật. Và cái sự bí mật ở đây được nhắc là những cái kẽ hở trong hoạt động tài chính của các cái tổ chức tài chính ở nước ngoài. Thậm chí người ta có chủ trương cho phép những cái người giàu có thể tiến hành trốn thuế và dưới sự bảo hộ của các cái quỹ tài chính như vừa kể. Theo đó, những người giàu có tiền mà phần lớn là những nguồn tiền không chứng minh được, họ buộc phải trả tiền thuê để trung gian thành lập các cái chủ thể pháp lý mà người ta gọi là các cái công ty vỏ bọc hay quỹ ủy thác ở nước ngoài. Tuy nhiên thưa quý vị, mặc dù cái việc sở hữu những cái tài sản bí mật ở nước ngoài dù nó là một điều không phải là điều bất hợp pháp, nhưng rõ ràng việc sử dụng một cái mạng lưới phức tạp với các cái công ty tài chính bí mật để chuyển tiền cũng như tài sản một cách hoàn hảo để che giấu những khoản tiền bất chính từ các cái hành động phạm tội hay tham nhũng là một cái điều khó khăn nhất, đó là đảm bảo bí mật. Vì như quý vị đã biết, các cái quan chức cộng sản Việt Nam thì cái trình độ ngoại ngữ không có, khả năng giấu giếm tiền bạc cũng không biết, mà người ta phải ủy thác cho những cái công ty chuyên chuyển tiền ra nước ngoài và rửa tiền. Đó là lý do tại sao người ta xác định chỉ bằng một cái cách duy nhất là tìm hiểu những cái tài sản bí mật của giới quyền lực và giàu có thông qua các cái công ty rửa tiền cho họ. Và đó là nguyên nhân vì sao một cái tên gọi hồ sơ Pandora đã xuất hiện và công bố các cái tài liệu khổng lồ như chúng tôi đã nói. Một cái vấn đề đặt ra là sự cân bằng giữa quyền riêng tư và bảo vệ mật cái lợi ích công trên toàn cầu hiện nay, nó là một cái vấn đề cần phải nghiêm túc xem xét để chống lại việc rửa những cái đồng tiền được cho là bất chính. Thưa quý vị, theo ước tính, các cái thiên đường thuế hiện nay đã khiến cho các cái chính phủ toàn cầu thiệt hại mỗi năm khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, có thể đến 1.000 tỷ đô la Mỹ cho mỗi năm, chỉ riêng cái khoản thất thu thuế từ các cái tập đoàn cũng như cá nhân trốn thuế. Thưa quý vị, theo The Guardian, tiến hành một cái tìm kiếm với từ khóa Việt Nam trên một cái trang web www.offshoreleague.org
và người ta đã thấy một cái kết quả có 13 công ty người Việt Nam có trụ sở ở các thiên đường thuế liên quan đến Việt Nam, trong đó có 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman. Đó là một cái lãnh thổ hoài ngại của Anh Quốc. Hai công ty còn lại đăng ký tại cái quần đảo British Virgin, trong đó có 20 địa chỉ liên quan. Thì có tới 16 địa trong số 20 địa chỉ liên quan, thì người ta phát hiện ra có tới 16 địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, 4 địa chỉ còn lại ở Hà Nội, Bình Dương cũng như Đồng Nai, Hải Phòng. Và thưa quý vị, theo The Guardian cho hay, tính luôn cả cái dữ liệu cập nhật từ cái hồ sơ Panama năm 2016 và cái hồ sơ Paradise năm 2017, cũng như cái hồ sơ Pandora mới đây, thì người ta nói Việt Nam có 32 pháp nhân, 214 cá nhân, 23 trung gian và 205 địa chỉ liên quan tới Việt Nam trong trang tìm kiếm của tổ chức điều tra nhà báo quốc tế. Thưa quý vị, do cái tập hồ sơ hiện nay nó quá lớn, do đó những cái người quan tâm tới cái hình rửa tiền của các cái quan chức Việt Nam, họ vẫn đang theo dõi và truy tìm tìm những cái lãnh đạo Việt Nam có trong cái hồ sơ Pandora. Để quý vị có thể dễ hiểu hơn, thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cái bài viết của BBC vào tháng 5 năm 2016 khi công bố cái hồ sơ Panama. Thì người ta phát hiện danh sách của người Việt hiện diện trong hồ sơ Panama theo cái cơ sở dữ liệu do Hiệp hội Nhà báo điều tra công bố ngày 10 tháng 5 năm 2016. Theo BBC đã nêu lên một cái danh sách gồm có 185 địa chỉ, 23 tổ chức và cá nhân đóng các vai trò môi giới, cũng như 189 cá nhân người Việt Nam được biết có liên quan trực tiếp hiện diện trong hồ sơ Panama. Theo đó, cơ sở dữ liệu này gồm các cái thông tin có từ hộ vụ tiết lộ hồ sơ Panama năm 2016 và một cái vụ điều tra khác được công bố vào cuối năm 2013, đó là Offshore Click. Người ta đã tiết lộ các cái thông tin về tổ chức cũng như cá nhân có liên quan tới các công ty bình phong của người Việt Nam mở ở hải ngoại. Theo BBC, tuy nhiên, danh sách các cái cá nhân gồm cả người Việt và người nước ngoài mà người ta lấy địa chỉ đăng ký ở Việt Nam, trong số này những cái tên người Việt chiếm chừng phân nửa. Được biết, trong số 185 địa chỉ được cho là ở Việt Nam hiện nay, có 96 thuộc dữ liệu Offshore, nó đã được cập nhật từ năm 2010, và 89 hồ sơ trong cái hồ sơ Panama cập nhật cho tới năm 2015. Theo BBC, có một số địa chỉ gắn liền với những cơ quan, tổ chức có tiếng của nhà nước Việt Nam, chẳng hạn như khu tập thể dành cho cán bộ, nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội. Người ta xác định là địa chỉ đăng ký của một người Việt Nam tên là Nguyễn Lê Anh Tuấn, là cổ đông của Oceanic Prospero Limited. Được biết, công ty vừa kể đăng ký tại British Virgin Iceland vào tháng 7 năm 2011 thông qua một cái công ty trung gian tại Hồng Kông và đã ngừng đóng các loại phí hoạt động, do đó dẫn đến việc ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2013. Đó là những cái thông tin tiết lộ từ hồ sơ Panama. Tuy nhiên, theo BBC cho biết, so với Trung Quốc thì sự hiện diện của các cái quan chức Việt Nam trong việc chuyển tiền lậu ra nước ngoài khá khiêm tốn. BBC đưa ra những cái thông tin cho biết, ở Trung Hoa Đại Lục có tới 33.284 cá nhân và 38.072 địa chỉ đã được nêu trong cái danh sách tiết lộ của hồ sơ Panama, nó tương đương với khoảng trên 10% và gần 4% tổng danh sách các cái cá nhân, các cái địa chỉ được nhận, được nhắc đến trong cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Điều tra của các nhà báo quốc tế. Thưa quý vị, theo BBC, người Việt hoặc người gốc Việt đăng ký ở nước ngoài, theo hồ sơ Panama cho hay, dữ liệu có khoảng 170 cái tên thuần Việt hoặc mang họ phổ biến của người Việt
đó là họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm, họ Phan. Những cái họ và tên kèm theo, đăng ký địa chỉ tại các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Trong đó người ta thống kê được 25 người Việt đăng ký tại nhà, làm cái nhóm đông nhất ngoài Việt Nam. Chỉ sau nhóm không tiết lộ địa chỉ đăng ký có 61 trường hợp. Trong khi đó con số này ở Hoa Kỳ là 14, ở Singapore là 16 và Hồng Kông là 13. Thậm chí theo BBC một số nơi trên thế giới tưởng chừng rất hiếm người Việt. Vậy mà tên của người Việt trong danh sách cũng có ở các quốc gia như Bali hay Cộng hòa Trung Phi. Kể cả danh sách các cái cá nhân đăng ký tại Trung Quốc cũng có một số tên thuần Việt. Được biết có trên 150.000 địa chỉ với 350.000 tên người, gần 320.000 công ty ở hải ngoại được liệt kê trong lần tiết lộ thông tin của hồ sơ Panama. Theo BBC, đây chỉ là một cái phần nhỏ trong khối dữ liệu khổng lồ của cái hồ sơ Panama mà thôi. Thưa quý vị, theo giới phân tích, tại Trung Quốc và Việt Nam, do hai đảng cầm quyền độc tài, hai nơi này đang vận hành theo ba nguyên tắc cai trị của chế độ cộng sản. Đó là chiếm đoạt vật chất, tài nguyên quốc gia, chiếm đoạt tinh thần, tức là ý thức của dân chúng, để chiếm lĩnh quyền lực một cách độc quyền và ngược lại. Đó là lý do theo giới phân tích chính trị thế giới cho rằng, từ mấy mươi năm nay, nhà cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam không ngừng đàn áp nhân dân bằng các cái bạo lực hành chính, phủ nhận sự hiện diện của hiến pháp cũng như luật lệ. Họ sử dụng bạo lực vũ khí thông qua việc tra tấn và bỏ tù, thông qua những chính sách cũng như chỉ thị từ giới lãnh đạo. Tất cả những cái điều chúng tôi vừa kể, theo giới phân tích, chỉ nhằm tạo nên một cái điều kiện cho các cán bộ đảng viên, đặc biệt cán bộ đảng viên cấp cao có thể tham nhũng bóc lột, bòn rót tài nguyên và chiếm đoạt tài sản của quốc dân, rồi sau khi vơ vét cho đầy túi tham, thì bọn này sử dụng các cái dịch vụ để chuyển tiền ra nước ngoài, hoặc gửi thân nhân ra nước ngoài, hoặc bản thân liệu đường sang ngoại quốc định cư. Những cái bằng chứng này, thưa quý vị, trong các bài nói chuyện của KTV, chúng tôi đã nói rất nhiều. Mới đây nhất như cái trường hợp Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, hiện nay có một khối tài sản khổng lồ ở Hoa Kỳ. Nguyễn Công Khế đã bỏ tiền ra mua các cái bất động sản để đầu tư cho thuê, mà thưa quý vị, Nguyễn Công Khế chỉ là một cái loại quan chức tép riu, vậy mà cũng đã chiếm đoạt của nhân dân những cái khoản tiền khổng lồ như vậy. Thì lý do gì mà các cái quan chức cao cấp của nhà nước Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong cái thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cái tình trạng tham nhũng tràn lan, nhà nhà tham nhũng, các cái quan chức đua nhau tham nhũng để làm giàu. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn, các cái quan chức Việt Nam lâu nay, người ta đã rửa tiền để mua quốc tịch ở nước ngoài, cũng như họ giấu tài sản ở ngoại quốc bằng cách nào. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một cái bài nói chuyện của KTV liên quan tới vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thế thì thưa quý vị, cũng xin nói lại một cái vấn đề mà nhắc lại nhiều lần đối với lại mọi người chúng ta cần phải hiểu rằng, những chương trình phát thanh, phát hình của KTV với mục đích duy nhất là lên tiếng nói phản biện xã hội. Mà quý vị đã biết phản biện xã hội là những hành động cần thiết giúp điều tiết các cái xung đột lợi ích giữa các nhóm ở trong xã hội để tạo ra một cái sự đồng thuận xã hội. Hay nói một cách rõ hơn, đó là các ý kiến từ người cầm quyền cũng như những người dân phải dần dần được tiệm cận và thống nhất với nhau. Đó là mục đích của phản biện xã hội. Vì quý vị biết rằng trong thời đại ngày nay, phản biện xã hội luôn luôn là một trong những vấn đề hệ trọng trong sự phát triển, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội cũng như phát triển của đất nước. Chúng ta cần phải hiểu rằng phản biện xã hội không phải là chống đối, mà khất lần phản biện tức là khuyến khích chống đối. Một cái điều mà quý vị đã thấy, những phản ứng của dư luận xã hội mà dẫn đến các quan chức của nhà nước đã phải có lên tiếng xin lỗi hoặc có những biện pháp sửa đổi. Đó là giá trị tích cực của phản biện xã hội.
Ở các quốc gia tự do dân chủ, báo chí đối lập có nhiệm vụ giám sát nhà nước với vai trò là một cơ quan quyền lực thứ tư sau lập pháp, tư pháp và hành pháp. Thì cái chuyện soi xét cũng như đưa những thói hư tật xấu của quan chức nhà nước cũng như của chính phủ là một chuyện bình thường. Quý vị cần phải nhớ rằng chống đối, nếu mà chúng ta khất lần phản biện, tức là chúng ta khuyến khích chống đối, mà chống đối phát triển thì nó sẽ trở thành các cái hành động phá phách. Mà thêm một chút nữa, cái độ phá phách nó dâng cao thì nó sẽ trở thành những cái mà chúng ta gọi là cách mạng. Mà các cuộc cách mạng này cũng không thể tránh khỏi những cái trường hợp cực đoan, đó là vấn đề bạo động. Thế thì thưa quý vị, trở lại cái nội dung chính ngày hôm nay, đó là cái vấn đề quan chức Việt Nam rửa tiền như thế nào. Thì trong cái vấn đề bình luận ngày hôm nay, chúng tôi đến với quý vị ba chủ đề. Thứ nhất là quan chức Việt Nam mua quốc tịch như trường hợp ông Phạm Phú Quốc như thế nào. Vấn đề thứ hai là họ rửa tiền gửi ra nước ngoài như thế nào. Và vấn đề thứ ba là cần phải xem xét lại cái việc bầu chọn đại biểu quốc hội, không thể duy trì cái tình trạng đảng cử dân bầu như hiện nay. Thế thì thưa quý vị, như cái trường hợp mà ngày 23 tháng 8, cái hãng tin Al Jazeera của các tiểu vương quốc Ả Rập, người ta công bố một cái báo cáo điều tra. Mà theo điều tra này thì ông Phạm Phú Quốc, đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, là người đã nhập quốc tịch ship vào năm 2018, là cái thời gian mà ông Phạm Phú Quốc đang giữ chức đại biểu quốc hội. Thế thì theo cung cấp của Al Jazeera thì người ta cho biết quốc đảo ship là một trong những quốc gia cung cấp hộ chiếu vàng cho nhiều quan chức nước ngoài mà có liên quan đến vấn đề tham nhũng. Mỗi tấm hộ chiếu như vậy thì được nhà nước ship bán ra với giá 2,5 triệu đô la. Hộ chiếu mà nước ship bán ra là dưới danh nghĩa cho những cái nhà đầu tư nước ngoài trong một cái chương trình của chính phủ. Tuy nhiên thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam khẳng định, chỉ có một tổ chức duy nhất được cấp phép đầu tư từ Việt Nam vào ship với số vốn vài trăm nghìn đô la. Còn hiện nay, chính phủ Việt Nam khẳng định chưa có bất kỳ cá nhân nào được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài từ Việt Nam. Thế nhưng mà theo cái danh sách công bố mới nhất của Al Jazeera cho biết, Việt Nam là nước có số quan chức đứng hàng thứ ba đầu tư quốc tịch vào đảo quốc SIM này, và với con số hiện có là 33 người. Mà thưa quý vị, SIM không phải là một địa chỉ duy nhất mà các quan chức Việt Nam lắm tiền nhiều của đầu tư vào, mà còn rất nhiều các quốc gia và đảo quốc khác. Thì trong phần dưới thì chúng tôi sẽ trình bày cụ thể với quý vị, đó là danh tính của các quan chức Việt Nam. Thế thì theo cáo buộc của Al Jazeera thì ông Phạm Phú Quốc cho rằng ông được hưởng quốc tịch SIP là do người con trai ông học tập và làm việc tại Anh Quốc từ năm 2013, và do con ông có sự nghiệp ổn định và có ý định gắn bó lâu dài nên đã mời ông vợ, con gái cũng như ông Quốc xin quốc tịch Cộng hòa SIP vào năm 2017. Và đến năm 2018 thì ông Phạm Phú Quốc được gia đình làm thủ tục bảo lãnh cho xin quốc tịch SIP. Nhưng mà những lời bác bỏ của ông Phạm Phú Quốc nhanh chóng bị lật trần. Tại vì người ta cho rằng ngày mà vợ ông Quốc cũng như ông Phạm Phú Quốc gia nhập quốc tịch SIP là cùng một thời điểm như nhau. Thế thì trước đó người ta cho rằng là vợ ông Phạm Phú Quốc cũng là nhà kinh doanh đã xin quốc tịch cùng với ông Phạm Phú Quốc theo diện đầu tư vào bất động sản và phát triển các dự án cơ sở hạ tầng ở Cộng hòa SIP. Thế thì quý vị biết rồi, Cộng hòa SIP là một cái nước kém phát triển trong cộng đồng châu Âu, nhưng mà quốc tịch cũng như hộ chiếu của SIP là có quyền được đi lại tự do không cần visa đối với các nước trong cộng đồng châu Âu. Và đặc biệt với cái quyền hộ chiếu SIP này thì những người chủ sở hữu của nó có thể đi được 174 nước trên thế giới mà không phải xin thị thực. Thế thì hiện nay hồ sơ của ông Phạm Phú Quốc
nằm trong những tài liệu mà Onchachira thu thập được, bao gồm hơn 1.400 đơn đăng ký với tên của 2.500 người. Và bước đầu người ta xác định các quan chức Việt Nam đã nhận được quốc tịch ship là 33 người, và còn một loạt hồ sơ còn đang được cứu xét. Và với cái mức đầu tư như quý vị đã đó, đó là 2,5 triệu đô la, thì người ta cho rằng cái passport của ship trở thành một tấm vé khẳng định cái người chủ sở hữu của nó là một công dân châu Âu. Thế thì thưa quý vị, khi mà những cái dấu hiệu về cái việc ông Phạm Phú Quốc có đại biểu quốc hội mà có cái hộ chiếu quốc tịch của nước ngoài thì có nhiều đồn đoán và có những ý kiến châm chọc cho rằng bây giờ trong đại biểu trong quốc hội Việt Nam thì có rất nhiều những người có quốc tịch nước ngoài. Cái trường hợp của SIP nó chỉ là một quốc gia trong số khoảng gần 10 quốc gia mà có cái điều kiện có thể cho phép dưới cái chuyện đầu tư để mua quốc tịch. Thế thì cái việc này thưa quý vị, lãnh đạo của quốc hội nói, đầu tiên thì người ta nói là cái chuyện đó là tin của thế lực thù địch. Nhưng mà một ngày sau đó thì lãnh đạo văn phòng quốc hội cho biết cái thông tin này là khả tín và quốc hội đang xác minh sự việc. Thế nhưng một điều đáng chú ý là thưa quý vị, tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 9 thì trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Như Khuê lại có những cái phát biểu bao che cho ông Phạm Phú Quốc, khi ông Nguyễn Như Khuê cho rằng như thế này: đề nghị mọi người không nên suy diễn từ đâu mà đại biểu Phạm Phú Quốc có số tiền tới 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch. Tức là ông nói là bây giờ là không tập trung, không cần quan tâm vào cái chuyện là tiền ở đâu người ta mua. Quý vị thấy đấy, mà không phải là chỉ 2,5 triệu đô la. Thưa quý vị, nhà ông Phạm Phú Quốc là có 4 thành viên, như vậy gia đình ông phải chi một khoản tiền là 10 triệu đô la, chứ không chỉ dừng lại một số nhỏ, đó là 2,5 triệu đô la như quý vị đã thấy. Thế thì về cái nguồn gốc số tiền mà ông Phạm Phú Quốc mua quốc tịch, như tôi đã nói, cho cả gia đình là khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng mà ông Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh, lại cho rằng là không nên đặt vấn đề đại biểu Phạm Phú Quốc có tiền 2,5 triệu đô la từ đâu ra, bởi vì là cần phải tôn trọng lời của đại biểu Phạm Phú Quốc là được gia đình bảo lãnh. Và vẫn theo ông Nguyễn Như Khuê, ông cho rằng bây giờ cứ xoay quanh việc truy tìm làm sao lấy đâu ra tiền để đại biểu quốc hội mà mua cái số hộ chiếu 4 quyển khoảng 10 triệu đô la như vậy. Cái vấn đề này chỉ tập trung vào cái việc là tại sao ông Phạm Phú Quốc không kịp thời báo cáo với tổ chức là cái điều mà cần phải làm rõ mà thôi. Đồng thời ông Nguyễn Như Khuê cho nói là báo chí cũng không nên quá đà trong cái vấn đề này. Thì thưa quý vị, người ta cho rằng một nguyên tắc và cũng là quy định của pháp luật là yêu cầu các đảng viên, các lãnh đạo cao cấp, kể cả đại biểu quốc hội, phải kê khai tài sản một cách minh bạch đối với tổ chức, chứ không phải như Nguyễn Như Khuê nói là không cần phải làm rõ 2,5 triệu đô la trên một quyển hộ chiếu, mà tổng số gia đình ông Phạm Phú Quốc đã bỏ ra 10 triệu đô la thì lấy tiền đâu ra, tại sao lại có sự bao che một cách lộ liễu như vậy. Phải chăng nó cũng giống như phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng nói, cái vấn đề kê khai tài sản là cái vấn đề liên quan đến những thông tin cá nhân, nó là vấn đề nhạy cảm, phải không thưa quý vị? Còn cái việc ông Nguyễn Như Khuê cho rằng đại biểu quốc hội kê khai tài sản minh bạch với tổ chức, nếu mà đã làm đủ rồi thì việc ông Phạm Phú Quốc có vài trăm tỷ do vợ ông nuôi gà, trồng rau sạch hay là buôn chổi đót chạy xe ôm thì nó lại là một cái chuyện khác. Nhưng đó là cái vấn đề ở đây là ông Phạm Phú Quốc nếu không làm rõ được cái số tiền 10 triệu đô la mua quốc tịch như thế thì các cơ quan bảo vệ pháp luật phải làm rõ vấn đề này. Nhưng mà thưa quý vị, vẫn có ý kiến của dư luận cho rằng nếu bãi nhiệm đại biểu quốc hội với ông Phạm Phú Quốc là một cái điều hết sức bất công,
Vì nếu so với các trường hợp trước đây, như quý vị đã biết, đó là Võ Kim Cự, Phan Mỹ Thanh, Hồ Văn Năm, Lê Đình Nhường là các đại biểu Quốc hội mà khi vi phạm khuyết điểm bị kỷ luật về đảng, thì lúc đó kỷ luật cũng chỉ cho là thôi làm đại biểu Quốc hội. Nhưng mà trong trường hợp của ông Phạm Phú Quốc thì cái luật quốc tịch mới nhất có hiệu lực từ 1/1/2021 thì lúc ấy mới cấm đại biểu Quốc hội là có hai quốc tịch. Chứ còn cho đến thời điểm trước 1/1/2021 thì ông Phạm Phú Quốc có sở hữu hai quốc tịch hay ba quốc tịch đến 10 quốc tịch thì cũng không vi phạm pháp luật. Tại vì trong luật tổ chức đại biểu Quốc hội không cấm điều này. Thế thì thưa quý vị, cái trường hợp của ông Phạm Phú Quốc thì nó chỉ là một trường hợp thôi. Đó. Bên cạnh ông thì Onchachira cũng phát hiện có thêm ông Phạm Nhật Vũ cùng với vợ của ông ta. Thì cái chuyện này nó không liên quan, tại ông Phạm Nhật Vũ là người kinh doanh, ông có tiền thì ông thích đầu tư vào đâu, đấy là quyền của ông ấy. Đó. Nhưng mà hiện nay thưa quý vị, không chỉ Mỹ, Canada, Úc hay cộng đồng châu Âu là nơi mà người Việt chọn nhập quốc tịch, mà bây giờ còn có các quốc gia tôi liệt kê để quý vị thấy xa lạ, mà có lẽ là những cái tên mà quý vị chưa từng nghe, ngoài Ship, Bồ Đào Nha, Saint Lucia, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda. Đây là cái hòn đảo mà Vũ Nhôm sở hữu quyển hộ chiếu đấy, Grenada, Dominica, vân vân và vân vân. Tức là hơn 10 quốc gia khác, người ta sẵn sàng cho các nhà đầu tư bỏ tiền vào và đổi lại là người ta được sở hữu một cái quốc tịch. Mà các quốc gia này thì cái hộ chiếu của họ rất có quyền lực, người ta đi hơn 100 nước trên thế giới hoàn toàn được miễn thị thực. Đây nó là lý do vì sao mà nhiều người Việt giàu có đã chọn để đầu tư nhập tịch trong những năm gần đây. Thế thì quý vị cũng biết là vào năm 2016 thì nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường sau khi nhận quốc tịch Manta, quý vị biết rồi, cũng như người ta phát hiện bà này có tài khoản nước ngoài và cổ phiếu ở trong quỹ đầu tư Manta, nên bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã bị bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là truất quyền đại biểu Quốc hội. Mà người ta cho rằng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã vi phạm hiến pháp cũng như luật tổ chức Quốc hội. Có một cái vấn đề liên quan tới vấn đề rửa tiền. Thì thưa quý vị, là ngày 3/10/2019, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin do Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu nói về Việt Nam là một nước rửa tiền hàng đầu thế giới. Đồng thời, Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu khẳng định đó là các thông tin, tức là bà Lê Thị Thu Hằng, bà bác bỏ, bà nói là các cái thông tin cáo buộc của Tổ chức Liêm chính và Tài chính Toàn cầu là không chính xác. Nó không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc phòng và chống rửa tiền. Đồng thời, bà Hằng còn cho rằng là chính phủ Việt Nam nhận thức rõ các tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế xã hội. Thế thì thưa quý vị, theo tài liệu của cái Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu cho rằng hoạt động rửa tiền qua bất động sản thì Việt Nam theo con số thống kê năm 2015 đã có con số 22,5 tỷ đô la được chuyển ra khỏi Việt Nam để đầu tư vào các cái chương trình bất động sản của một số quốc gia. Thì điều này nó cũng phù hợp với phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong một cái buổi làm việc với chính quyền tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng năm 2019 diễn ra vào chiều 24 tháng 9 năm 2019. Thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa nhận dù công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 có kết quả tốt, tuy nhiên vẫn còn các tồn tại và hạn chế. Cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong những hạn chế thì có
tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp. Đồng thời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định như thế này, thưa quý vị. Các cơ quan chức năng cần quản lý chặt dòng tiền, nhất là các đồng tiền bẩn do tham nhũng mà có. Tiền bẩn vào ngân hàng là chuyển sang đất đai và tài sản, chuyển từ cá nhân này sang cá nhân kia, từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp kia. Nếu chúng ta quản lý tốt dòng tiền này thì các đối tượng dù có tham nhũng cũng không thể tiêu tiền được. Đó, thưa quý vị, từ cáo buộc của Tổ chức Liêm chính Thế giới, rồi là Bộ Ngoại giao bác bỏ những cáo buộc của họ, cho rằng hàng năm, mà còn cụ thể là con số thống kê vào năm 2015 đã có 22,5 tỷ đô la đã được chuyển khỏi Việt Nam để đi vào đầu tư vào các danh mục bất động sản của nhiều quốc gia. Thế thì theo khẳng định của Bộ trưởng Tô Lâm thì cái việc chuyển tham nhũng, tức là tiền bẩn chuyển từ nơi này sang nơi kia đó, và cuối cùng nó là những cái đồng tiền tham nhũng, thì cái việc mà người đứng đầu Bộ Công an, tức Bộ trưởng Công an Tô Lâm tuyên bố là nó rơi vào cái thời điểm mà Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu công bố cái dòng tiền bất hợp pháp của Việt Nam chảy ra nước ngoài, thì quý vị đã rõ. Nhưng mà các cái chuyên gia phân tích chính trị đối với Việt Nam, người ta cho rằng phát biểu của ông Tô Lâm rất có khả năng nó liên quan đến cái việc mà ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn đưa ra tại cái thời điểm đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, và liên quan đến công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những phát biểu của ông Tô Lâm mang mục đích nhằm đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực trong thời kỳ tới, tức là trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Đó là phân tích của các cái chuyên gia quan sát quốc tế. Nhưng mà theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, là một chuyên gia tài chính, khi nhận định về cái việc rửa tiền và chuyển tiền của quan chức Việt Nam ra nước ngoài, mà đây, theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, ông cho rằng không chỉ đó là dòng tiền chuyển ra để đầu tư vào bất động sản, mà nó có thể điện một cái địa điểm đến, đó là nhà băng Thụy Sĩ. Vì theo ông Phạm Chí Hiếu, ông nói nếu kiểm soát được các hoạt động rửa tiền trong bất động sản cũng đồng nghĩa với việc giúp gia tăng thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam. Mà điều này, ông nói, tuy là một việc khó làm, nhưng nếu chính quyền Hà Nội nỗ lực thì chắc chắn sẽ có lời giải. Đồng thời, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu khẳng định hiện tượng đem tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để mua bất động sản có con số nói đến hàng chục tỷ đô la Mỹ, như là Tổ chức Liêm chính Thế giới chỉ luôn con số cụ thể 22,5 tỷ. Thì ông Nguyễn Chí Hiếu cho rằng cái điều đó là một điều dễ hiểu. Thế thì trở lại cái câu chuyện chạy quốc tịch, thưa quý vị, chỉ riêng một đại biểu quốc hội, ông Phạm Phú Quốc, mà có thể mua một cách dễ dàng, mà có thể chúng ta nói như ông rút một cái vật gì trong túi quần ông ra thôi, khi ông thanh toán một khoản tiền 10 triệu đô la Mỹ cho nhà đầu tư ship, thì quý vị hiểu rồi, chắc chắn ở các cái tài khoản bí mật nào đó của ông Phạm Phú Quốc thì ông phải có gấp 5, gấp 10 số lần mà ông dám bỏ ra để đầu tư mua 4 quyển hộ chiếu cho 4 người trong gia đình. Nhưng một điều đặc biệt, thưa quý vị, tại sao mà lại các quan chức Việt Nam nhiều tiền như vậy mà họ vẫn phải nghĩ đến chạy quốc tịch, đặc biệt là các cái quốc tịch nước ngoài? Ở đây chúng ta bỏ qua cái lý do đó là một số quốc tịch nước ngoài nó có giá trị thì có thể đi lại dễ dàng trong cộng đồng châu Âu hay là các quốc gia khác trên thế giới mà không phải xin visa. Đó là một cái gọi là chữa tội. Nhưng thực tế người ta đầu tư vào các quốc gia mà chúng tôi nêu, không phải là Mỹ, không phải là Úc hay New Zealand. Tại vì các cái quốc gia khác là rửa tiền dễ dàng, các nguồn tiền đưa vào Mỹ, vào Úc, vào New Zealand vân vân, thì yêu cầu duy nhất là đồng tiền đấy phải là sạch, phải chứng minh được nguồn gốc. Thì những đồng tiền của những người như Phạm Phú Quốc thì chắc chắn là rất khó giải trình, thưa quý vị. Tại vì đó chắc chắn là đồng tiền bẩn. Người ta cho rằng là những cái ông như Phạm Phú Quốc
là toàn các ông dép râu nón cối. Khi các ông vào miền Nam thì các ông có cái gì? Vậy mà chỉ sau mấy chục năm mà bây giờ các ông có hàng trăm triệu đô la gửi ở nhà băng nước ngoài, thì đồng tiền đó không phải đồng tiền bẩn, thì đồng tiền ở đâu ra? Một điều đặc biệt thưa quý vị là danh sách khách hàng của các quốc gia mà mua các cái quốc tịch chủ yếu là khách từ Nga, từ Trung Quốc, từ Việt Nam và Ukraine. Đó là nơi những cái thể chế chính trị hết sức lỏng lẻo, cái năng lực điều hành kinh tế lẫn cái mức độ an toàn xã hội của quốc gia trên là hết sức bấp bênh. Điều đó để cho quý vị thấy có một điểm chung, đó là những quốc gia bị nạn tham nhũng trầm trọng và thiếu minh bạch, là nơi người ta thấy thường xuyên xuất hiện các cái mỹ từ như là yêu nước hay là đóng góp cho quốc gia luôn luôn bị lạm dụng và không thể kiểm soát nổi. Và đó là lý do tại sao các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Ukraine, vân vân, họ không giữ chân được những kẻ giàu có như vậy. Mà đằng sau cái vỏ bọc giàu có của họ, đó là những đồng tiền tham nhũng. Đó là lý do vì sao bọn quan tham luôn luôn chọn các cái quốc gia không phải là Anh, không phải là Úc, không phải là New Zealand, là những quốc gia minh bạch, mà người ta thường chọn những quốc gia như Ship, Manta, vân vân và vân vân. Thì thưa quý vị, cái điều mà người ta muốn sống trong một cái nơi chốn bình yên an lành, trong một cái xã hội an toàn và văn minh, là điều hoàn toàn, đó là đòi hỏi nhu cầu của con người. Kể cả đối với những triệu phú đô la cũng vậy, họ cần phải sống ở những nơi an toàn hơn, môi trường ô nhiễm ít hơn, và họ có cái cơ hội phát triển cho con cái họ. Đó là lý do mà họ không ngần ngại khi họ phải bỏ những cái khoản tiền mà có thể là nhiều đời của chúng ta mà không có thể tích lũy được. Như cái việc mua một suất định cư ở quốc đảo Ship với cái giá 2,5 triệu đô la thì người ta cho rằng đó là thu nhập của một cán bộ bậc trung ở Việt Nam trong 90 năm với điều kiện không được ăn gì. Thì quý vị tưởng tượng. Bởi vậy, đó là những lý do vì sao Hoa Kỳ cũng như cộng đồng châu Âu và một số nước khác như tôi đã kể, New Zealand, Úc, Canada, Anh Quốc, vân vân, họ sẵn sàng tạo điều kiện cho những người có tiền đến đầu tư rồi cho nhập quốc tịch. Nhưng mà xin nhắc lại, đó phải là những đồng tiền sạch. Thế thì quý vị cần phải hiểu, ở trên thế giới, cái giới có tiền người ta chia ra hai loại tiền, đó là tiền bẩn và tiền sạch. Thế còn tiền sạch thì quý vị biết rồi, làm ăn buôn bán đàng hoàng, phù hợp pháp luật, thì đó là những đồng tiền sạch. Thế còn những cái đồng tiền bẩn là những đồng tiền phạm pháp mà có. Phạm pháp ở đây nó có nhiều hình thức, thưa quý vị, có thể là buôn lậu ma túy, rửa tiền, vân vân và vân vân. Và đặc biệt đó là những đồng tiền tham nhũng. Và những đồng tiền tham nhũng ấy thì không được tá túc ở các quốc gia được coi là minh bạch, như chúng tôi đã nêu với quý vị, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, vân vân, những quốc gia minh bạch, là người ta yêu cầu Úc đưa tiền đến, ông phải chứng minh cái số tiền này từ đâu mà ông có, chứ không có cái kiểu tiền rồi xách hàng vali tiền mặt đô la rồi đến. Như hiện nay là có tình trạng như thế, người ta đưa tiền vào Hoa Kỳ rồi là các cái quan chức cộng sản Việt Nam mua những khu phố rồi họ đầu tư và họ cho thuê nhà, họ kinh doanh nhà tại đất Mỹ. Thì quý vị đã biết, thì những cái trường hợp đó thì bằng nhiều cách mà có thể chính phủ Hoa Kỳ, các cái cơ quan tư pháp của Hoa Kỳ, người ta chưa lờ đến thôi, nhưng mà rồi người ta sẽ kiểm tra, thì chắc chắn là cũng là những điều khó khăn. Nhưng mà đặc biệt là Hoa Kỳ nó còn khắt khe hơn các quốc gia khác, đó là họ có một cái luật Magnitsky. Thì tất cả các quan chức từ các quốc gia mà được coi là độc tài, nếu có các hành động vi phạm nhân quyền mà khi nhập tịch vào Mỹ, thì những số tài sản đó khi được điều tra, họ lập tức sẽ đóng băng và phong tỏa. Đó cũng là một cái trở ngại cho quan chức cộng sản Việt Nam khi đưa tiền vào nước Mỹ. Thế thì chỉ có những cái quốc gia nghèo như kiểu là Ship,
hay là Malta, là những quốc gia nghèo ở trong cộng đồng châu Âu, thì người ta lợi dụng cái này để người ta nghĩ ra một cách là làm tiền mà thôi. Thế thì nói về chuyện rửa tiền, thưa quý vị, rửa tiền là gì? Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về rửa tiền. Thì theo định nghĩa, rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Quý vị thấy rồi ạ, rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp. Thì vắn tắt, đó là hành động rửa tiền. Thì cái việc rửa tiền này, thưa quý vị, người ta cho rằng là ở các quốc gia trên thế giới nó đã có từ lâu. Cụ thể là thư nhân Trung Quốc hơn 3.000 năm trước, người ta cũng đã biết rửa tiền để trốn thuế. Tuy nhiên trong cái thời đại toàn cầu hóa hiện nay thì cái hành động rửa tiền nó đã gây ra rất nhiều hệ lụy hết sức nghiêm trọng cho việc phát triển kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển, như Việt Nam là một ví dụ. Thậm chí cái việc rửa tiền đã được nâng tới cấp là một công nghiệp rửa tiền. Và cái công nghiệp rửa tiền này nó đã giúp cho rất nhiều tội phạm rửa tiền bẩn của mình. Và những cái này là sẵn sàng đáp ứng mọi dịch vụ. Nếu mà quý vị có tiền, chỉ cần liên lạc với họ, họ sẽ hợp thức hóa cái đồng tiền của quý vị mà nó nằm yên trong một tài khoản bí mật tại Thụy Sĩ. Thế còn về chính quyền Việt Nam thì cũng đã ban hành các cái bộ luật liên quan đến việc chống rửa tiền. Mà cụ thể ở điều 324 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thưa quý vị, Việt Nam đã bổ sung vào năm 2017 có quy định về tội danh rửa tiền hay là những cái tài sản do phạm tội mà có, với những cái bản án có thể từ 6 tháng đến 10 năm tù, tùy các trường hợp khác nhau. Như tôi đã thưa quý vị, nhiều người thắc mắc tại sao các quan chức Cộng sản Việt Nam họ từ trên rừng xuống. Khi họ trên rừng xuống thì trong người họ chỉ có một cái ba lô sạch, một đôi dép râu và một chiếc mũ cốn. Vậy mà sau 3-40 năm mà bây giờ họ không chỉ có những tài sản vài trăm tỷ, tại vì vài trăm tỷ là quá ít đối với họ, mà phải cỡ ngàn tỷ và vài chục ngàn tỷ. Thế thì người ta đặt câu hỏi, thế tiền ở đâu mà quan chức Việt Nam lấy ra nhiều và dễ như thế? Thưa quý vị, người ta có tổng kết một cái sự tham nhũng cũng như sự rửa tiền của quan chức Việt Nam như thế này. Tôi xin kể hầu quý vị. Tức là người ta nói là những ví dụ như trong một cái vụ bán công sản của nhà nước. Ví dụ một cái ông X nào đó, ông được chịu trách nhiệm trong việc bán một cái công sản với cái giá là 100 đồng. Thì cái ông X, ông sẽ cho con trai ông đi móc với lại cái giới buôn bán bất động sản, sẽ nêu giá, nêu cái giá bán cái bất động sản, ví dụ bất động sản A đó, là sẽ bán 100 đồng với điều kiện, tức là các ông chỉ cần giả lại cho nhà nước 30 đồng và cộng thêm 30 đồng cho tôi, tức là con trai của ông X. Như vậy là 60 đồng, còn 40 đồng thì cho bên mua luôn. Quý vị thấy không ạ? Tức là một cái công sản nhà nước có giá trị 100 đồng thì nhà nước thu lại chỉ được có 30 đồng. Còn 30 đồng thì rơi vào tay cái ông lãnh đạo X. Còn 40 đồng thì lại cho cái bên mua. Tất nhiên là cái ông X, ông cầm 30 đồng mà mua cho nhà nước thì nó thuộc vào ngân sách nhà nước rồi. Còn 30 đồng mà người ta lại quả cho con trai ông thì ông cũng phải mang về ông chia cho những đàn em của ông, rồi những cái thuộc cấp hoặc là những lãnh đạo của ông ta. Thì quý vị thấy như vậy, bán một cái công sản nhà nước chỉ thu được 30%, còn mất đi 70%, thì làm gì mà chúng nó cũng giàu, thưa quý vị. Như vậy thưa quý vị, hàng năm nhà nước biết bán biết bao nhiêu công sản, mà không chỉ trong cái việc mua bán công sản đâu, mà kể cả tất cả các việc đấu thầu, đầu tư vân vân và vân vân, họ
như cái vụ Tất Thành Cang mà bán cái khu đất cho Cường Đô La chẳng hạn, người ta bảo phải bán được 25.000 tỷ cái miếng đất đấy, mà ông Tất Thành Cang bán cho mẹ con Cường Đô La có 4.000 mấy trăm tỷ, chưa đến 5.000 tỷ, tức là nhà nước mất luôn 20.000 tỷ. Quý vị thấy thì làm gì tiền người ta không đầy ở các ngân hàng, tiền người ta mà cái ông Phạm Phú Quốc này là cũng liên quan đến cái các cái thương vụ mua bán đất, thưa quý vị. Thì người ta cho rằng như thế này, thưa quý vị, mỗi quan ông quan bà trong một nhiệm kỳ họ không chỉ bán hay là ký một dự án hay một thương vụ, mà hầu như tháng nào năm nào trong suốt thời gian người ta tại nhiệm thì người ta luôn luôn có các cái hoạt động mà người ta có thể thu lợi cái số tiền 30 đồng trong một chân, trên 100 đồng. Thưa quý vị, người ta cho rằng một ông làm quan một năm còn có thu nhập lớn hơn cả một doanh nghiệp và lao động chân chính trong nhiều năm. Nhưng mà một điều, một câu hỏi lại hỏi, thế cái số tiền cứ loanh quanh luẩn quẩn ấy, ăn cắp ăn trộm của nhà nước, ăn cắp mà thực chất là từ đồng tiền thuế của người dân, nó sẽ chạy đi đâu? Thưa quý vị, là không có ai nó dạy gì mà nó lại lấy một cái số tiền bằng tiền mặt của họ, nó giấu ở trong nhà, có thể nó đi đổi đô la mua vàng vân vân. Những cái đó chỉ loại có con, chứ còn cái loại mà nó ăn cứ một vụ 10.000 tỷ thì không thể thế được. Mà số tiền ấy nó được chuyển hóa như ông Tô Lâm, nó chuyển sang đất, chuyển sang nhà, chạy từ doanh nghiệp nọ sang doanh nghiệp kia, rồi chạy vòng 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 vòng, rồi đột nhiên là nó biến mất, nó chạy vào tài khoản ở Thụy Sĩ thông qua các cái công ty ở một cái người ta gọi là kinh doanh trong một cái thị trường đen, là người ta chuyển được những cái tiền đó nằm yên ở trong tài khoản Thụy Sĩ, mà nó nằm ở trong các cái gọi là tài khoản ký danh. Ở phần dưới tôi sẽ nói với quý vị, tức là cái tài khoản ký danh, ví dụ ông X có một số tiền lớn, sử dụng dịch vụ của các công ty rửa tiền, nó sẽ mở một cái tài khoản ký danh của ông tại ngân hàng Thụy Sĩ, thì cái tiền đó người gửi tiền lại phải mất tiền cho ngân hàng, đó là mất chi phí tiền gửi. Bình thường người ta gửi tiền vào ngân hàng thì người ta được lãi, những cái bọn mà rửa tiền thì lại phải mất tiền cho ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng mà có một cái thuận lợi là cái số tài khoản đấy được ẩn danh, và ông có thể rút dưới bất kỳ một cái tên nào đều được cả, miễn là ông có thể đảm bảo rằng ông là chủ sở hữu cái tài khoản đấy thông qua những cái mật khẩu mà ngân hàng cấp cho. Quý vị thấy không ạ? Thế thì nhiều Tô Lâm muốn nói rồi, đầu tiên thì những cái số tiền chênh lệch ấy thì buôn đất, rồi mua đi bán lại, đầu tư vào các bất động sản vân 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 vân. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt, người ta cho rằng là nhiều người buôn đất, người ta nói như này, mua miếng đất hy vọng là bán lấy lời, nhưng mà mua về bao lỗ cũng không bán được, mà có khi thậm chí muốn bán lỗ cũng không bán được. Thế nhưng mà các cái vợ của các quan chức thì rất hay kinh doanh đất đai, quý vị thấy, mà người ta nói là chả hiểu lắm, tự nhiên bà nhảy ra một chỗ bà mua cái miếng đất mà chả ai thèm mua, người ta bảo có cho cũng không lấy, thế mà nó mua. Thế thì tự nhiên là có một người đến lại đòi mua cái miếng đất ấy với một cái giá cao gấp 5, gấp 10 lần cái giá mà mua ở cái chỗ, thì chả có ai nghĩ rằng là có thể phát triển bất động sản hay đầu tư gì ở đấy cả. Đó là một hình thức người ta rửa tiền, gọi là có một cái khuôn mặt bí ẩn nào đấy đến xin mua lại cái miếng đất gấp với giá gấp 5, gấp 10 giá của quan bà chào bán, thì là lập tức là một hành động hợp pháp hóa cái số tiền mà bà chủ miếng đất, tức là quan bà đấy. Thế rồi là người ta nhân vào cái số tiền đấy, rồi người ta cứ thế là người ta kinh doanh. Nếu mà hỏi tiền đâu kinh doanh, bà đấy ngày xưa mua miếng đất đấy bán được gần này thì như thế. Quý vị thấy không ạ? Cái thứ hai thì người ta có thể rửa tiền qua cái việc gọi là trúng số. Nhưng mà cái việc này là việc ngày xưa rồi, ngày xưa chỉ có vài chục tỷ, vài trăm tỷ thôi, thì mới có những cái chuyện mà đi mua những cái giải nhất, giải nhì vân vân, đúng không ạ? Những cái chuyện là chuyện quê rồi, bây giờ không thích hợp. Tại vì như Trung tướng Nguyễn Văn Tỷ ông nói, ông bảo ngày xưa quan chức
tham nhũng chỉ 1 tỷ, 2 tỷ. Mà bây giờ thì hàng trăm hàng nghìn tỷ quan chức tham nhũng. Đó là lý do vì sao chỉ trong 2-3 năm làm quan thì những quan chức giàu lên không thể tưởng tượng nổi, người ta lại lấy ở đâu ra cái con số hàng nghìn tỷ. Thế thì về cái vấn đề tài khoản ký danh ở Ngân hàng Thụy Sĩ thì theo định nghĩa tài khoản ký danh là tài khoản thuộc sở hữu của một số nhà đầu tư, nhưng mà có nhiều sổ phụ khác nhau. Thế thì là bằng một con đường nào đó, cái đường dây rửa tiền nó sẽ cho VOX là chủ một cái tài khoản trong đó có số tiền là 200 triệu đô ở trong ấy. Thì là ông X là hoàn toàn mà người ta đảm bảo bí mật cho ông, nó không thể nào mà truy ra được chủ tài khoản đó là ai. Mà cái việc này không phải là việc mới, cái việc này là đất nước Thụy Sĩ là một cái dịch vụ người ta có cả trăm năm nay rồi, tức là cất giấu tài sản của các quan chức tham nhũng trên thế giới. Thế thì người ta nói ở Việt Nam hiện nay, thưa quý vị, thì để có thể nó phải xếp loại có đẳng cấp thì mới, người ta mới được chọn lựa, thì phải cỡ là phó chủ tịch tỉnh, thành phố trở lên, chánh án tòa án các tỉnh, viện trưởng viện kiểm sát các tỉnh trở lên, rồi các thứ trưởng bộ trưởng đại biểu quốc hội, kể cả tứ trụ, người ta chọn, chứ không phải là cái loại vớ vẩn mà lò dò vào mà họ nhận. Có chịu mất phí bao nhiêu người ta không nhận. Tại sao lại phải có những ràng buộc, những cái điều kiện như thế? Tại vì thưa quý vị, trong cái việc sử dụng cái tài khoản ký danh thì bạn gửi tiền, thì bạn chỉ cần đăng ký là tôi gửi trong vòng 50 năm và bạn chấp thuận cái điều kiện cái phí gửi tiền tại nhà băng Thụy Sĩ, và cái số tiền của bạn thì được nhà băng đảm bảo là bí mật 100%, và trong thời gian 50 năm đó thì chủ tài khoản ký danh đó có quyền bất kỳ lúc nào muốn rút ra cũng được, và khi rút tiền thì dùng bất kỳ một cái tên nào miễn là có cái mật khẩu đúng với lại ngân hàng người ta quy ước. Thế thì cái này bây giờ là người ta cho là quan chức Việt Nam rất hay gửi vào đây, tại vì là gửi bao nhiêu cũng được mà không thể phát hiện được. Mà bây giờ nó còn nâng lên cái trình độ là chỉ cần đặt bút ký, tức là thỏa thuận là cái chênh lệch số tiền này là chia lại cho quan chức bao nhiêu, thì lập tức cái số tiền đấy không phải bây giờ chạy ra ngoài lòng vòng buôn đất bán đất gì cả, mà một phát nó chạy thẳng vào trong cái ngân hàng Thụy Sĩ. Tức là các cái công ty rửa tiền quốc tế, người ta tin tưởng quan chức Việt Nam tới cái mức người ta sẵn sàng bỏ tiền ra trước, người ta bỏ vào trong tài khoản cho ông thấy. Quý vị thấy không ạ? Vậy mà tại sao chúng tôi đưa những cái vấn đề quan chức tham nhũng thì quý vị lại cứ nói là chúng tôi nói xấu đất nước? Đó. Những vấn đề này là nhân dân phải biết, phải theo dõi. Nó cũng có thể có tác dụng đối với các cơ quan tư pháp Việt Nam trong cái việc là phát hiện các cái nguồn tiền mà không rõ. Quý vị thấy không ạ? Chứ không phải là ở đây là nói dối. Ví dụ như cái trường hợp mà của ông Võ Kim Cự thì quý vị biết rồi. Ông cũng đầu tư quốc tịch ở Canada. Ông Võ Kim Cự quý vị biết trong cái vụ mộc Formosa đã gây ra cái sự thiệt hại vô cùng to lớn về biển của 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, mà cuối cùng là hạ cánh an toàn. Mà quý vị biết không? Làm ăn với nhà đầu tư Trung Quốc, người ta nói là nó cho lại 30% tổng số giá trị đầu tư. Mà điều này không phải là tôi nói, mà tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, ông nói, ông trả lời phỏng vấn, ông nói luôn. Tại sao người Việt Nam cứ thích nhà đầu tư Trung Quốc? Tại vì cái lý do duy nhất là nó lại quả. Ngày xưa 20%, bây giờ nó lại quả cho 30%. Đó là lý do quý vị thấy được những cái nhà máy nhiệt điện từ Trung Quốc cũ, nó dỡ bỏ, nó vứt đi rồi, nhưng mà nó lại lấy ra, nó sơn phết lại, trông cũng gọi là được 80%, rồi nó chào bán cho Việt Nam. Thế mà cán bộ Việt Nam là cứ đâm đầu mà mua về. Mà cụ thể là cái trường hợp mở rộng khu gang thép Thái Nguyên
giai đoạn 2 thì quý vị biết đó. Mua về bây giờ thành đống thất vụn để đấy, mà cuối cùng trả mỗi cái ông Hoàng Trung Hải thế thôi. Thế thì thưa quý vị, người ta đặt câu hỏi là mỗi tháng thì Việt Nam có bao nhiêu dự án, mỗi năm thì có bao nhiêu dự án ở cấp quốc gia, mà ở trên 64 tỉnh thành đó, rồi là biết bao nhiêu bộ ngành nữa, thì cái số tiền và cái số tiền lại quả như thế nó là bao nhiêu? Quý vị có biết không? Có ai thông qua, có ai theo dõi những điều đó hay không? Những cái điều là nó hiển nhiên mà chỉ có các quan chức nó biết với nhau. Quan chức ở đây không phải là những người người ta tham gia tham nhũng, mà kể cả các quan chức sự vụ ở các vụ, các cục của các bộ, người ta biết hết. Tất nhiên người ta cũng được gọi là người ta chia nhau con lợn, thì mấy miếng thịt vụn nó rơi quanh thớt ấy, thì mấy ông cán bộ các vụ các cục thì cũng được nó quăng trong tí, thì cũng là nhờn môi nhờn mép rồi, thì là im thôi, phải không ạ? Do vậy tôi nói với quý vị là cái vấn đề quan chức Việt Nam tham nhũng thì ai không cũng biết, nhưng mà không ai nghĩ rằng là cái số tiền khổng lồ đó nó lại nằm im trong các nhà băng Thụy Sĩ một cách an toàn. Đó mới là cái vấn đề đáng báo động. Quý vị có thấy đúng không? Thế thì về cái việc những cái trường hợp như ông Phạm Phú Quốc, bà Nguyễn Thị Nhật Hường, rồi là gia đình ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, thì người ta cho rằng mấy người ấy chỉ bị số đen, tự nhiên bị nó lôi ra. Thế ví dụ như trường hợp ông Phạm Phú Quốc thì quý vị biết rồi, tại vì ông này ông liên quan đến chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong đang có cơ vào đại hội 13 với chức ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thì nó lôi Phạm Phú Quốc ra, nó tẩn chẳng qua một cái gián tiếp nói anh tới Nguyễn Thành Phong thôi, phải không ạ? Thì nhiều người cũng nói là thôi chúng nó đấu đá nội bộ rồi chúng nó lôi nhau ra thì cũng tốt. Tại ông Phạm Phú Quốc quý vị biết thôi, cũng làm ăn với lại Tất Thành Cang, chắc là chia chác như nào không đều. Tất Thành Cang lúc đó là bí thư, phó bí thư thường trực, dính dáng đến cái vụ đất đai gì đó, thì là cho Phạm Phú Quốc về ngồi cái ghế là chuyên viên ở cái viện phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì đến sau này là ông Nguyễn Thành Phong sau 6 tháng lại nhấc ra, lại bỏ vào một cái chỗ mà béo bở nữa. Thì bây giờ người ta bảo tại sao ông Nguyễn Thành Phong động cơ gì mà để đưa Phạm Phú Quốc về cái vị trí đó. Rồi người ta móc ra, người ta lôi Phạm Phú Quốc ra. Nhưng mà có một điều đáng buồn thưa quý vị, năm 2018 Phạm Phú Quốc đã thông báo và xin thôi đại biểu Quốc hội, mà thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xác nhận điều này là lúc ấy ông xin thôi. Nhưng mà bây giờ nói là lúc ấy ông xin thôi là không phải liên quan đến cái việc ông có hai quốc tịch, ông mua quốc tịch, mà ông xin thôi vì lý do khác. Thì quý vị biết thôi, Phạm Phú Quốc ăn đậm rồi thì bây giờ ở lại là nguy. Thì cái năm 2018 đã tính đến chuyện tháo chạy ra nước ngoài rồi. Thế nhưng mà thấy nó êm không sao thì tiếp tục ở lại. Mà quý vị biết tại sao những cái nhân vật như Phạm Phú Quốc, Nguyễn Thị Nguyệt Hường vân vân, hay là Châu Thị Thu Nga, người ta cứ phải bỏ ra những cái khoản tiền tương đương cái thời như bà Châu Thị Thu Nga đại biểu Quốc hội, bà khai trước tòa là bà bỏ ra 1,5 triệu đô la mua cái ghế đại biểu Quốc hội. Cái điều này thì không ai có thể bác bỏ được, bảo là chuyện này báo chí đăng đấy. Quý vị biết tại sao người ta phải chịu một cái chi phí tốn kém như thế để vào đại biểu Quốc hội? Tại vì đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ. Khi mà đại biểu Quốc hội phạm pháp giữa hai kỳ họp của Quốc hội là không được bắt. Thế thì trong thời gian đó thì nó thừa khả năng nó chạy trọt rồi, là nó trọt thôi, có quốc tịch sẵn rồi, phải không ạ? Thế thì bây giờ đến một cái phần tôi xin nhắc lại với quý vị, ở Việt Nam nó có cái kiểu cái cơ chế thế. Một con mèo mà cắp một cái con chuột thì là mầm là Mỹ, phải không ạ? Một cái người dân thường mà ăn cắp một nải chuối 14 quả bưởi cũng cho ra tòa. Thế nhưng mà các quan chức người ta ví như là một con cọp mà cắp một con lợn thì tất cả chỉ đứng im nhìn, chả ai có phản ứng gì cả. Vì thế người ta cho rằng như thế này, không chỉ riêng
Nguyễn Thị Nguyệt Hường hay Phạm Phú Quốc đâu, mà trong 494 đại biểu quốc hội hiện có tại Quốc hội Việt Nam còn có rất nhiều các ông bà Phạm Phú Quốc phẩy, Nguyễn Thị Nguyệt Hường phẩy còn ngồi đầy cho quốc hội. Mà một cái điều đáng cay, người ta nói trong Quốc hội Việt Nam bây giờ lại có rất nhiều các đại biểu quốc hội nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài. Quý vị ở vai trò cử tri thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Quý vị thấy không ạ? Vậy mà thưa quý vị, cái cơ chế giám sát cũng như điều chỉnh quyền lực ở Việt Nam nó bị tê liệt rồi. Tại vì đó là nhu cầu của ban lãnh đạo Việt Nam. Trong một cái tập hợp toàn những kẻ tham nhũng với nhau mà họ lại để cho cái quyền lực thứ tư là báo chí nói ra, cất tiếng nói như tôi, như những cái đồng nghiệp của tôi nói thì là lộ à. Mà đặc biệt là trong một thể chế đa nguyên, cái giá trị tích cực của việc kiểm soát khi mà tam quyền phân lập được rạch ròi giữa các cái quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp là ba nhánh là độc lập, không liên quan gì đến nhau cả. Ông hành pháp, ông điều hành chính phủ, ông điều hành đất nước, ông cứ làm một cách tự nhiên. Ông lập pháp, quốc hội, ông cứ xây dựng luật, mà phải xây dựng luật xuất phát từ quốc hội, chứ không phải xây dựng luật như ở Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, ở Việt Nam hiện nay là quốc hội không có khả năng làm luật, tại vì toàn những loại bằng tài chức mới lại chạy trọt, mà hầu hết các văn bản luật lại do các bộ các ngành trình quốc hội xem xét và thông qua. Thế thì quý vị biết rồi, giao cho cơ quan hành pháp mà lại làm ra các cái luật thì họ phải tạo ra các cái điều kiện có lợi cho họ, chứ không phải là có lợi cho đất nước hay là có lợi cho người dân. Tại sao quốc hội là cơ quan lập pháp mà lại không thể xây dựng được các cái bộ luật một cách độc lập? Tại vì người ta không có năng lực. Đại biểu quốc hội quý vị biết rồi à, như hai cái bà mặt ở trên màn hình quý vị nhìn, bằng thì bằng múa đó, có biết gì đâu. Cuối cùng là một cái truyền thống từ khoảng độ 20 năm trở lại đây là thành ra cái hình thức là các bộ các ngành trình luật để cho quốc hội thông qua. Thế còn cái vấn đề đa đảng thì nó là hết sức cần thiết, quý vị biết rồi. Tức là các đảng phái người ta giám sát lẫn nhau. Đừng có bao giờ nghĩ là cái chuyện là có đa đảng rồi loạn, quý vị mắc mưu. Cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta muốn độc đảng. Đó là lý do người ta tuyên bố Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng. Tôi nói với quý vị, nếu mà Việt Nam tiến hành một thể chế chính trị đúng thôi, chỉ cần đúng thôi, thì tình trạng tham nhũng nó sẽ giảm đi rất nhiều. Nó không có kiểu tham nhũng tràn lan. Hôm nay ở trên báo, có lẽ là báo Tiền Phong, người ta nói từ một cái ông mà tổ trưởng dân phố đó mà không tham nhũng thì coi như không có thành tích, thì lần sau là người ta không cho ông ở lại nữa, người ta chọn người khác. Đó là lý do chúng tôi xin khẳng định với quý vị, phản biện xã hội, những lời nói của chúng tôi là có tác dụng để điều tiết xung đột lợi ích, để ngăn chặn những tệ nạn xấu xa, để hoàn thiện một cái cơ chế để giải quyết cái vấn đề chống tham nhũng. Đó mà. Nó là một góc độ nhỏ thôi, chứ không phải là chúng tôi tự nhiên mất thì giờ ra để chúng tôi nói những cái chuyện đó. Quý vị thấy không ạ? Tại vì xin nhắc lại với quý vị, phản biện không phải là chống đối. Mà khất lần phản biện, những người mà cho chúng tôi rằng là chúng tôi chống đối, đó là những cái người khuyến khích chống đối. Mà rồi là chống đối không được có một cái sự phản biện tốt thì nó sẽ trở thành một sự phá phách. Phản biện nó trở thành vấn đề rút củi đáy nồi, không cho nước nó tràn, nước sôi tràn khỏi nồi. Thế thôi, đơn giản nó là như thế. Những cái người mà chúng ta gọi là dư luận viên, người ta cố tình không hiểu thì không nói, nhưng mà một số trí thức người ta vẫn lầm lẫn, người ta vẫn cứ nghĩ là chúng tôi nói xấu đó. Thế thì từ cái vụ ông Phạm Phú Quốc hay các đại biểu mua quốc tịch nước ngoài, tức là bản thân họ là những người đại biểu cho nhân dân ngồi trong quốc hội, thế nhưng mà đến bản thân họ cũng bất an. Ở đây là bất an, nhưng mà cái bất an của họ là bất an khác với người dân. Đó là họ tham nhũng, họ nhiều tiền,
họ cảm thấy là lúc nào cái mối nguy bị bắt giữ họ cũng sợ. Thế thì qua cái sự việc này thì luật sư Ngô Ngọc Trai ông có một cái bài viết, ông cho rằng cần phải cải cách chế độ bầu cử và ứng cử hiện nay để tránh những sự việc như Phạm Vũ Quốc. Tại vì tôi nói rồi, cái việc mà một số người có tiền người ta bỏ tiền ra để người ta mua cái ghế đại biểu quốc hội với hy vọng là họ có cái quyền miễn trừ thì quý vị biết rồi. Nhưng mà trong lúc thưa quý vị, ngoài xã hội thì có rất nhiều người xứng đáng, họ có đầy đủ các tiêu chuẩn về học vấn, năng lực cũng như đạo đức của họ. Họ thừa khả năng có thể làm một đại biểu quốc hội với một cái vai trò hết sức tốt. Thế nhưng mà bản thân những người đó có muốn ra ứng cử thì cũng không được, tại vì nó qua nhiều tầng, nhiều lớp, họ lại qua hội thảo hiệp thương gì đó, tối thiểu là tổ dân phố, họ ra muốn đăng ký ra thì tự nhiên chính quyền người ta biến lại thành một cái buổi đấu tố. Ông nào mà vô phúc để ra ứng cử là đứng trước chỗ đó là toàn bị xỉ vả thế, quý vị thấy không? Tại vì người ta không đồng tình cho người ngoài, chỉ có đảng cử và dân bầu mà thôi. Do đó luật sư Ngô Ngọc Trai ông cho rằng như thế này: qua vụ việc ông Phạm Vũ Quốc thì tôi cho rằng lãnh đạo nhà nước cần phải cải cách chế độ bầu cử, ứng cử phải chia sẻ và dành không gian cho các ứng viên tự do ở ngoài xã hội và tạo điều kiện cho họ có cơ hội thành công khi tham gia ứng cử bầu cử quốc hội. Quý vị thấy không ạ? Đại biểu của nhân dân thì phải để cho nhân dân người ta chọn chứ, tại sao các ông lại dành của dân những cái việc như thế? Mà hiến pháp Việt Nam quy định là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân cơ mà. Tại sao là các ở đây tôi không nói từ cướp, thế nhưng mà câu ở đây câu cướp quyền của người dân người ta phải có quyền chứ. Rõ ràng chúng ta phải thừa nhận một điều, ai bầu hay là bầu ai không quan trọng bằng vấn đề kiểm phiếu, nhưng mà những cái bước sơ bộ ban đầu phải tỏ ra là công khai và minh bạch và phải đảm bảo đúng và đủ pháp luật, chứ không thể mà có cái kiểu đảng cử dân bầu rồi đại biểu quốc hội là do công lựa chọn. Mà quý vị biết rồi, một cái ghế đại biểu quốc hội có giá trị 1,5 triệu đô la, tại sao lại để cho một số người lại có quyền lựa chọn đại biểu quốc hội thay cho khoảng chừng 60 triệu cử tri của Việt Nam? Quý vị thấy có đúng không? Đấy là quyền của quý vị, tại sao để cho họ cướp đi rồi là họ bán? Tôi nghĩ rằng trong cái số đại biểu 494 đại biểu quốc hội hiện nay thì ít nhất cũng phải cỡ 20-30 vị là bỏ tiền ra mua. Quý vị có đồng ý với tôi như thế không? Mấy cái em xinh xinh ấy, nhưng mà nhìn kỹ thì mặt ngu ngu, bọn ý nó chắc chắn là bỏ tiền ra mua. Ví dụ không có trường hợp Châu Thị Thu Nga, không có trường hợp Nguyễn Thị Nguyệt Hương vân vân, thì tôi nói quý vị lại bảo là nói xấu. Mà đấy, bây giờ thì quý vị thấy rồi, cứ lòi ra dần dần mà nó còn lòi ra nữa. Mà nhiều người nói những cái vụ mà đại biểu quốc hội có hai quốc tịch này là có một thế lực trong đảng người ta bỏ tiền ra, người ta mua thông tin để bới nhau thôi. Mỗi cái kỳ đại hội hay là những cái sự kiện trọng đại gì đấy là lôi ra phang nhau thôi. Mà cái chuyện mà nhà đầu tư Trung Quốc lại quả 20-30% là điều có thật. Quý vị cứ lên đánh cái chữ Lê Đăng Doanh, là tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông nói đánh cái chữ là Trung Quốc hối lộ 20-30% là có, cái đó là báo nhà nước. Bạn Nguyễn Nguyễn nói là hôm nào nói về ngành điện Việt Nam, đúng đấy, hôm nào phải nói về ngành điện Việt Nam. Khi mà các ông cho rằng là người dân là đồng tình ủng hộ việc tăng giá điện, tôi không hiểu là dân của ông là dân nào, sợ thật, nói những điều rất vô trách nhiệm. Lại có tăng giá điện là có lợi cho dân, đấy, quý vị thấy nó có nói sưng sưng. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi, xin hẹn gặp lại. Việt Thành xin bye bye quý vị.